mừng quý vị đã đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mac Home. Mẫu nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại đang là một trong những xu hướng thiết kế nhà ở được nhiều chủ đầu tư yêu thích với sự độc đáo và sáng tạo trong kiến trúc. Nhưng mẫu nhà mái Nhật 2 tầng là mẫu nhà vườn đẹp được đánh giá cao về tính ứng dụng và tính thẩm mỹ của công trình. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị công trình nhà anh Phong ở Trà Vinh, một mẫu nhà đáng để bạn tham khảo. LED Mac Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mac Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mac Home nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mac Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mac Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888. 0924099999 để được giải đáp. Mac Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi trong tháng này. Giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông. Miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói. Hỗ trợ ký hợp đồng online trong mùa dịch và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng khi cần. Hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% tổng giá trị công trình, và đặc biệt là tặng ngay một xe máy SH125i bản 2021 và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công trọn gói trong tháng này. Hiện nay, ngoài kênh YouTube chính của Mac Home mà quý vị đang theo dõi, chúng tôi còn có kênh Nhà đẹp Mac Home sẽ update các mẫu nhà mới cùng các chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Và kênh Smart Home, quý vị hãy nhấn đăng ký các kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới lạ và hấp dẫn nhất. Quay trở lại với mẫu nhà của anh Phong ngày hôm nay, đây là mẫu nhà được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và bề thế, mang lại không gian sống thư thái, yên bình và gần gũi, bên cạnh đó thì vẫn toát lên được vẻ đẹp hiện đại. Phần mái được thiết kế theo kiểu mái Nhật lịch lãm trẻ trung, có độ dốc vừa phải giúp thoát nước tốt. Phần mái phía trước đua rộng tạo thành khoảng hiên lớn giúp che chắn cho phần sảnh phía bên dưới khỏi nắng mưa. Màu sơn trắng chủ đạo kết hợp với màu nâu của phần mái và một số mảng tường giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngoại thất của công trình. Bậc ngũ cấp sẽ giúp cho căn nhà được cân xứng giữa phần đế, phần thân và phần mái. Không những thế còn làm cho công trình của chúng ta trông bề thế và cao ráo hơn rất nhiều. Điều này thì cũng giúp cho việc thông gió và điều hòa không khí trong nhà tốt hơn. Cột trụ hai bên vuông vắn, kết cấu khỏe khoắn, nâng đỡ hệ mái, tạo cho ngôi nhà thêm phần bề thế. Thiết kế bồn hoa và cây xanh quanh nhà sẽ làm cho toàn bộ không gian tràn ngập sức sống, tạo năng lượng tích cực cho các thành viên sinh sống trong không gian này. Cùng với đó là cửa chính được chúng tôi sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với pano kính cũng góp phần tạo nên dáng vẻ hiện đại sang trọng cho công trình. Ngôi nhà còn được tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách là thiết kế hệ thống cửa sổ với nhôm hệ sinh pha kính trắng an toàn, tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà. Với chiều ngang là 9,6m và chiều sâu là 16,9m tính cả sảnh thì căn nhà có diện tích cho một mặt sàn tầng 1 là 162m2. Và sau khi tham khảo qua mong muốn của gia chủ, các kiến trúc sư của Mac Home đã thiết kế với công năng sử dụng mặt bằng như sau. Từ sảnh chính rộng 11m2, bước vào phía bên trong thì chính là phòng khách với diện tích là 36m2. Phòng khách là nơi đón tiếp các vị khách quý, là một trong những không gian quan trọng được đầu tư bài bản, thể hiện gu thẩm mỹ, phong cách cũng như cá nhân, sự chịu chơi của mỗi gia chủ. Để tạo dựng được một không gian hoàn hảo cho phòng khách thì chúng ta cần chọn đồ nội thất sao cho gọn gàng, tiện nghi và dễ sử dụng nhất. Ở đây chúng tôi đặt một bộ sofa màu xám kết hợp gỗ tự nhiên cùng một TV cỡ lớn để các thành viên trong gia đình có thể giải trí. Trên trần sử dụng đèn LED và đèn downlight, còn lắp thêm một đèn chùm tạo không gian cho phòng khách thêm lung linh sang trọng. Ngăn cách giữa phòng khách và không gian phía trong là một vách gỗ kết hợp tấm mica giúp không gian thông thoáng, tránh bị bách bởi một bức tường nới rộng diện tích cho không gian phòng khách. Ngoài ra thì khu vực này còn thiết kế một cửa sổ lớn và hai cửa sổ nhỏ giúp cung cấp ánh sáng tự nhiên vào trong phòng. Tiếp theo ta sẽ đến với phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích là 27m2. Khu vực này cũng được ngăn cách với phòng khách phía ngoài bởi một hệ lam gỗ. Ở đây thì chúng tôi có đặt một bộ bàn ăn lớn dành cho từ 6 đến 8 người. Phòng này thông ra sảnh phụ phía bên hông nhà rộng 7,4m2, không chỉ giúp điều hòa không khí trong khu vực bếp mà còn giúp gia chủ có thể dễ dàng di chuyển từ ngoài vào mà không cần di chuyển qua những không gian khác trong nhà. Hệ thống bếp được thiết kế theo hình chữ U có thể phân chia bếp thành các khu vực với chức năng riêng biệt. Các thiết bị bếp, tủ để vật dụng và các bàn làm bếp thì sẽ được sắp xếp cạnh nhau, giúp cho việc nội trợ diễn ra một cách tiện lợi và hiệu quả nhất. Ngoài ra thì ở không gian này chúng tôi cũng đã tận dụng thiết kế một phần làm tủ rượu, khiến nó trở thành một không gian mở rất sang trọng và tinh tế. Đồng thời sự kết hợp sáng tạo này thì sẽ khiến cho không gian bếp của chúng ta trở nên nổi bật và hiện đại hơn rất nhiều.
Sau bếp là một nhà vệ sinh chung cho cả tầng rộng 4,2m2 với bồn vệ sinh, lavabo, vòi tắm sen. Có một vách ngăn kính ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm sen. Và trong nhà vệ sinh thì cũng ưu tiên để một ô thoáng nhỏ giúp điều hòa không khí và tránh ẩm mùi khó chịu cho khu vực này. Từ nhà vệ sinh bước ra thì chính là một cửa hậu ra phía sau của ngôi nhà. Tầng 1 có một phòng ngủ với diện tích là 19m2. Trong phòng được thiết kế với tông màu trắng nâu làm chủ đạo, trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản như là giường, tủ quần áo, tivi, bàn trang điểm. Riêng phần tủ quần áo thì thiết kế rất đặc biệt với cánh cửa thiết kế kính mờ, bên trong thì có đèn led giúp phần đồ phía trong được nổi bật, đồng thời thì gia chủ có thể dễ dàng xác định được vị trí món đồ mà mình cần tìm. Bên cạnh đó thì phòng ngủ còn thiết kế hai cửa sổ nhỏ để điều hòa không khí, tránh bụi bách cho gian phòng. Phòng ngủ còn có một nhà vệ sinh riêng biệt rộng 6m2. Nhà vệ sinh này thì có đầy đủ các nội thất giống nhà vệ sinh chung. Ngoài ra thì còn có thêm một bồn tắm phía trong để gia chủ có thể thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng. Diện tích cho mặt sàn tầng 2 là 142m2, như vậy thì sẽ rất dễ để bố trí mặt bằng công năng cho phù hợp. Không gian đầu tiên trên tầng 2 thì đó chính là một phòng sinh hoạt chung rộng 23,2m2. Và ở đây thì được đặt một bộ sofa và một tivi lớn để gia đình có thể sum họp quây quần và xem những bộ phim yêu thích vào mỗi buổi tối. Phòng sinh hoạt chung còn được thiết kế thông ra hai ban công nhỏ bên hông nhà rộng 3,7m2 và ban công lớn trước nhà là 8m2. Ban công này có thiết kế một hệ lam bê tông được sơn trắng, bên trên có treo các chậu hoa tạo thành một vườn treo, góp thêm một không gian màu sắc cho căn nhà. Tầng 2 có tổng 3 phòng ngủ, trong đó thì phòng ngủ số 2 khép kín, có diện tích là 19m2 với một nhà vệ sinh riêng biệt rộng 6m2. Hai phòng ngủ còn lại thì không khép kín với phòng ngủ 3 rộng 18m2, có một ban công nhỏ phía ngoài với diện tích là 1,9m2. Phòng ngủ 4 rộng 17,6m2. Các phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản, có thiết kế các cửa sổ rộng để điều hòa không khí và ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Nhìn vào bản vẽ mặt đứng của công trình, ta có thể thấy được tổng chiều cao của căn nhà là 11m, trong đó thì chiều cao bậc ngũ cấp là 750mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m, chiều cao mái là 2,8m. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn thiết kế và công năng sử dụng của mỗi nhà mái Nhật 2 tầng được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Phong ở Trà Vinh. Và nếu như quý vị yêu thích thiết kế của Mark Home hoặc là có những ý tưởng thiết kế cho riêng mình thì hãy liên hệ ngay tới hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.